Này, mình ơi, Ừ. công nhận cái cây chuối này nó nhiều tác dụng thật đấy. Ui thì quá tác dụng luôn nào. Nào là thân này, lá này, quả này, hoa này, sử dụng được hết đúng không? Nhà mình trồng được nhiều chuối như thế này ấy. Tôi làm chuối khô cho bố con nhà ông ăn thoải mái. Bà làm chuối khô khi nó phơi ấy thì cái loại này là ruồi nó hay đến lắm, cẩn thận đấy nhá, không có bố con tôi ăn vào chạy không kịp. Này 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 này, Hả? phỉ thui cái mồm ông đi nhá. Người ta đang cầu kỳ, người ta làm cẩn thận cho bố con ông ăn. Chưa chi đâu, khỏe. Thì bà giỏi ra được cái gia đình này rồi, Rồi kìa. siêu thì biết rồi, cái Rồi. gì làm được. Người ta chiều cho mà ăn ngon thì cứ cũng ngã cũng quẩy, cũng ngã cũng quẩy. Đấy, có giúp được cái gì đâu. Lúc nào mặt cũng nhìn vào điện thoại ấy cơ. Khổ quá. Tôi đang làm cái việc đại sự này. Có mà lướt Facebook thì có ấy. Lướt Facebook đâu, đang làm cái việc đại sự để giúp ông bạn. Ông bạn làm sao? Đấy ông ấy chữa cái vườn chuối. Thế vườn nhà ông bạn ông ấy bị làm sao? Ừ. À, không nhiều, tôi đang lướt Facebook để tìm xem này xong cái bệnh gì mà gọi là cái bệnh vàng lá này. À. Với lại lấy cái buồng nó cứ gục xuống ạ. À. Rồi, Không rồi. hiểu nó là bệnh gì. Ông cứ làm như là ông là kỹ sư nông nghiệp ấy. Ôi trời ơi, không kỹ sư nông nghiệp thì đây cũng là vua nông nghiệp ở cái thôn Tiến Lên này nhá. Thế ông có biết là cái bệnh ấy là bệnh gì không? Thì Giải thích tôi nghe. đấy, đang lướt Facebook để xem đây này. Cái bệnh có thể là do hai loại bệnh gây ra. Một là bệnh vàng lá Parama. Hai là do sâu đục thân. Nhưng hai cái bệnh này ấy chữa trị bằng toàn bằng thuốc bảo vệ thực vật thôi. Không. Cái bị bệnh ấy, như ông nói ấy, là có khi cái vườn nhà ông ấy là bị sâu đục thân rồi. Bởi vì như này nhá, sâu ăn hết chất dinh dưỡng ở trong thân. Đấy thì làm rỗng cái thân chuối ra, đúng chưa? Xong bắt đầu nó vàng lá, thế là buồng đổ gục xuống. Ủa trời, Đúng siêu. chưa? Vợ mình quá siêu, nói như là kỹ sư nông nghiệp. Không, cũng là thêm kinh nghiệm của trồng ngô khoai lúa mà biết thôi. Mà này, bệnh này á, thực ra là rất khó chữa đấy nhá. Có thể là phải bỏ tất cả những cây bị bệnh đi đấy. Thôi được rồi, có ghi tôi với bà ra thăm cái vườn chuối nhà mình xem nào. Nếu mà nó bị sớm thì còn chữa được. Ô hay hoài, này. Nếu nếu mà nó bị muộn thì nó vàng lá thì nó gục xuống thì cũng mà chữa vào mắt. Ôi xuống xuống đấy. Phỉ thui cái mồm ông đi. Vườn chuối nhà mình đang đẹp tốt như thế mà cứ cứ nói linh ta linh tinh. Làm đi, tí Rồi, nữa ra vườn chuối xem nó làm sắp cho cẩn xong rồi thận. đây. Chờ một tí. À thấy chưa? Này bà ơi. Dạ. Ui giời, vườn chuối cho mình quá chuẩn luôn nhỉ. Đẹp quá ông ạ. Này. Mấy vụ vừa rồi là thắng lớn về chuối đấy. Trời ơi, thế cho nên á, nhà mình ấy phải cố gắng duy trì cái vườn chuối như thế này. Chứ cái nhà ông bạn nhà ông ấy, ui dồi ôi, như thế là Tết năm đấy là toang. Ôi giời, cái ông này ông tinh tướng, Ừ. không biết cách trồng đâu. Rồi. Cái công tôi chăm sóc nó thế này. Này, vợ chồng mình, ông biết là giống đôi vợ chồng nào Ôi giống gì? không? Giống Chí Phèo Thị Nở nhỉ? Vớ vẩn đi. Hâm nặng à? Không. Ví ai không ví này, ví Chí Phèo với Thị Nở. Này này, Này. bà làm như tôi ở trong cái làng này tôi hay ăn vạ lắm hay Không, sao ấy? ông không cào mặt ăn vạ. Nhưng mà làm gì có câu chuyện tình lãng mạn nào như là đôi vợ chồng Chí Phèo với Thị Nở mà nó gắn liền với vườn chuối đâu. Đúng chưa? Văn dần với thị tình như này. Này, Ừ. mình ví Như nào? ít nhất có phải như là Là đôi nào? Thúy Kiều với Kim Trọng cho nó sang miệng như này. Thị tình à, tình hâm với cả dân kiết. Đẹp trai và xinh gái. Chào hai bác ạ. À, Khánh nhỉ? À, vâng ạ. Ông Khánh hả? Cháu đi đâu mà sớm thế? Dạ, cháu đi loanh quanh làng chơi một tí ạ. À thế à? Hai bác có cái vườn chuối đều có đẹp thế ạ. À, cháu nhìn xem. Này,
Cũng tạm tạm thôi. Không, công nhận là rất là đều và đẹp. Ừ. Không bù cho cái vườn chuối của bác Tuấn ở bên làng bên. Đang lúc ra buồng rồi thì lại bị vàng lá héo rũ hết cả. Bị 1/3 vườn, nặng quá không cứu nổi. Có phải là Tuấn lùn bụng phệ ở làng bên gì? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ôi, tình vì lắm. Không chịu hỏi han ai đâu. Này, này Khánh ơi Khánh, thế có cách nào mà cứu chữa cái số mà chuối còn lại không? Dạ có ạ. Muốn cứu cái chỗ còn lại thì bây giờ mình phải chặt cái cây bị bệnh đi, sau đó mang đi hủy. Đào sạch hết củ, không sót một tí nào. Sau đó mình khử trùng bằng cách dùng vôi bột trộn với thuốc nấm, rắc vào hốc. 2 tuần sau thì mình mới được trồng lứa mới ạ. À. Đấy là bệnh vàng lá Parama ấy nhỉ? Vâng ạ. Thế còn cái bệnh mà là do cái sâu đục thân là như nào hả cháu? Ờ cái này thì là tôi biết đấy. Thưa bác nói thế nào? Bác thử nói nhá. Bác nói đi ạ. Nếu mà muốn là biết là cái cây chuối mà nó bị sâu đục thân ấy thì là mình kiểm tra bằng cách rằng là mình sẽ chặt ngang cái thân chuối có đúng không? Đúng. Sau đấy là mình kiểm tra và mình thấy rằng là nó sẽ có viền đen và viền nâu xung quanh cái thân đấy, thấy là sâu đục thân, có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế tôi hỏi bà có biết cái con sâu đục thân hình dạng như thế nào không? Ôi rồi ôi nhá, mình có biết là tại sao là biết là nó có sâu đục thân không, là bởi vì sao? Khi cắt ngang cái thân chuối thì mình thấy trứng và sâu đục thân ở trong đấy. Còn nếu nói về hình hài con sâu đục thân nhá, thì nó giống như là một con sâu bình thường, có đúng không? Con sâu đục thân thì nó như cái con vòi voi ấy ạ. Đấy, nhớ chưa? Muốn diệt trừ thì mình làm tương tự đối với như bệnh vàng lá Panama. Nghĩa là đào đi, mang đi tiêu hủy, khử trùng cùng với vôi bột, đúng không cháu? Dạ vâng, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà vẫn còn một cách nữa, mình có thể trị được cái con sâu này mà không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Cái gì? Ôi dồi ôi, cách gì hả cháu? Bây giờ mình sẽ chặt ngang cái khung thân cây ra, chặt lấy một khúc, sau đó mình chẻ làm đôi. Nhưng mà các bác đừng chẻ hết, vẫn phải để dính lại với nhau một tí. Sau đó đến sầm tối thì úp hai nửa mặt xuống dưới đất. Đến sáng hôm sau là thu được cả một mẻ sâu đục thân. Ôi, cái này hay nhỉ? Ôi rồi, này, cái này nhá. Mà không tốn kém, mà không cần phải là thuốc bảo vệ thực vật, có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Quá kinh tế. Quan trọng nhất ý, mất tí công sức, đỡ tốn tiền. Rất là kinh tế ạ. Đây, cháu thấy không? Vườn chuối nhà bác, năm nay chắc chắn là đại thắng. Dạ vâng ạ. Đứng ở đây nói chuyện bác dần nhá. Bác vào ở trong, chặt một buồng chuối, mang về mà ăn. Chuối nhà bác ấy ngon cực kỳ luôn. Dạ vâng ạ, cháu xin ạ. Đi chặt đuôi chuối này chứ. Vâng. Nói trộm cho cháu biết. Bà đấy mới là kỳ nhất ở cái thôn này đấy. Ôi. Mà với cháu bà cực kỳ phóng khoáng. Ôi thế ạ. Ừ. Cháu